Xã vùng cao Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương vẫn được gọi là Trường Sa Cạn bởi địa hình biên giới hiểm trở lại thường xuyên thiếu nước, khó khăn trên vùng đất khát Tả Gia Khâu được các thầy cô giáo bám bản nơi đây đón nhận như một thách thức của sự nghiệp trồng người. Linh hoạt chủ động để vượt qua, thầy và trò nơi đây vẫn tự tin trên hành trình ươm chữ. Những chiếc can nhựa được đánh số cẩn thận, xếp ngay ngắn tại khu bán trú. Mỗi tuần một lần, can nhựa lại đồng hành cùng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Gia Khâu đi lấy nước cách trường hơn một cây số. Nước được lấy về để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Mỗi chuyến đi như thế này là một trải nghiệm để các em có được những bài học hữu ích. Đi lấy nước rất là vất vả, nên các thầy cô bảo phải biết sử dụng tiết kiệm nước. Về nhà cũng vậy. Ở Tả Gia Khâu, nơi được ví như Trường Sa Cạn, giọt nước là giọt vàng nên không có bất cứ sự lãng phí nào. Nước thải còn được tận dụng để tưới cây, trồng hoa, tô sắc thắm cho ngôi trường nơi vùng cao biên giới. Ba sử dụng một chậu nước để rửa tay, rửa chân, rửa mặt. Và sau khi chúng em rửa xong, chúng em sẽ đổ vào nước, tích và tưới rau, tưới hoa. Nhiều đoàn công tác đã lên Tả Gia Khâu để khoan thăm dò tìm nguồn nước. Nhiều biện pháp cũng đã được đề xuất, nhưng tình trạng thiếu nước nơi này vẫn khá trầm trọng. Bởi hiện tại, nguồn nước dùng hàng ngày chủ yếu vẫn là nước mưa. Để đảm bảo sinh hoạt cho giáo viên và hơn 170 học sinh bán trú, các thầy cô giáo đã vào cuộc tích cực. Giáo viên thì ngoài giờ lên lớp thì sẽ tham gia xây dựng bể nước hay là đưa nguồn nước về. Như là những cái hôm trời mưa gió thì tham gia máng dẫn vào bể nó bị chảy thủng thì anh em cũng phải tham gia nửa đêm hôm. Nhất là 20 tháng 11 vừa rồi. Nhà trường sẽ đầu tư là mua máng nước, hứng nước ở trên mái nhà ấy, cho vào cái máng nước cho dẫn vào bể. Để các em tiết kiệm được nước sinh hoạt. Thứ ngoài ra mà khi mà trời không mưa mà thiếu nước thì nhà trường đã tổ chức phát động thầy cô giáo mới thầy cô làm cái can 20 lít dùng xe máy để đi vận chuyển. Tả Gia Khâu đang giữa mùa khô, nơi vùng đất khát còn chữ vẫn được ươm mầm hàng ngày. Thầy trò Tả Gia Khâu mong mỏi được xây dựng thêm những công trình chứa nước để cuộc sống, sinh hoạt, việc dạy và học bớt nhọc nhằn hơn, để thầy cô học trò yên tâm bám trường, bám lớp.